Cũng trong sáng nay, Công đoàn Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp phối hợp tổ chức chương trình Tết Sum vầy kết nối yêu thương và phiên chợ công nhân, phiên chợ nghĩa tình trong 2 ngày 23 và 24 tháng 1 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Công nhân Khu Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Chương trình mở đầu với các tiết mục văn nghệ do đoàn viên người lao động tại khu công nghiệp trình bày, mang đến không khí Tết ấm áp, sẻ chia yêu thương. Để chăm lo cho đoàn viên công nhân người lao động dịp Tết này, Công đoàn Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp đã phối hợp trao tặng 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng gồm 800.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng cho những trường hợp khó khăn, đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, 1.700 đoàn viên có nhu cầu về quê đón Tết được tặng vé xe, 550 phiếu mua hàng trị giá 200.000 cùng nhiều sản phẩm của các nhà tài trợ. Thưa quý vị, gắn với các hoạt động trong chương trình kết nối yêu thương thì Liên đoàn Lao động thành phố còn kết nối với hàng chục doanh nghiệp để tổ chức phiên chợ công nhân bày bán những đồ dùng nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân người lao động trong dịp Tết này, góp phần mang đến một cái Tết đầm ấm, sum vầy cho công nhân. Với 15 gian hàng, các doanh nghiệp vừa giới thiệu, tặng và bán nhiều sản phẩm như áo quần, thực phẩm, các loại sữa, gạo cùng các mặt hàng thiết yếu khác phục vụ đoàn viên người lao động với mức giá rất ưu đãi. Thì cô cũng mong muốn hồ cũng như đi Tết mua cũng được như đây cho tốt, để lo cho người dân cũng tốt. Dạ, giá cả cũng phiên chợ này giá cả cũng tốt và cũng đẹp và cũng vừa túi tiền cho công nhân. Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động, Công đoàn Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp sẽ phối hợp với Sở Y tế thành phố, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu tổ chức khám sức khỏe, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho đoàn viên người lao động tại khu công nghiệp Hòa Khánh Nam, tổ chức đi thăm và tặng quà cho hơn 100 đoàn viên của 4 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.